Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là tháng 1 năm 2023. Như vậy là đã gần 2 năm mình làm vườn trên sân thượng. Khu vườn có diện tích khoảng 30m². Tính đến thời điểm này thì mình đã có gần 2 năm kinh nghiệm trong việc làm vườn, đặc biệt là trồng rau hữu cơ trên sân thượng. Suốt một quá trình vừa qua thì trong lúc mình trồng, mình có làm những cái video để chia sẻ đến các bạn những cái kinh nghiệm mà mình trồng rau, trồng cây trên sân thượng. Hy vọng là kênh 3m² Garden sẽ ngày càng được nhiều người quan tâm và theo dõi. Khu vườn mùa này của mình, hiện tại mình đang trồng các loại cà chua, khổ qua và một số loại cây rau cải khác. Trong quá trình mình trồng cây cà chua có xuất hiện một số bệnh như là bệnh héo xanh, bệnh săn lá và bệnh do tiếng trùng gây ra. Sau khi mình áp dụng biện pháp để mà phòng trị dứt điểm các bệnh này thì hôm nay mình muốn làm video này để chia sẻ lại cho các bạn làm vườn có thêm kinh nghiệm và có thể áp dụng biện pháp này để phòng tránh các bệnh trên cây cà chua. Đây là giống cà chua bíp. Ở video trước mình có làm video chia sẻ cách trồng cà chua hữu cơ trên sân thượng. Hạt giống này được mình lấy từ quả mua ở siêu thị. Nếu các bạn có quan tâm thì có thể xem lại video trước mình chia sẻ. Ở điều kiện thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, cà chua cũng sẽ rất là khó trồng chứ không dễ nha các bạn. Mình biết rằng là sẽ có rất nhiều bạn trồng cà chua thất bại chứ không chỉ riêng về mình. Và sau khi mình trồng cà chua thất bại thì mình phải tìm hiểu làm sao để khắc phục những cái thất bại, những cái nhược điểm đó để lần sau mình trồng nó sẽ hiệu quả hơn và thành công hơn. Để giúp cho cây của mình nó khỏe mạnh, kháng được các bệnh do virus gây ra và phòng trừ được cái bệnh mà héo xanh trên cây cà chua, tránh việc chúng ta phải nhổ cà sớm khi mà cà chưa kịp ra bông, ra trái, thì mình sử dụng một cái sản phẩm đó là nấm đối kháng Trichoderma. Đây là một cái sản phẩm mà được mình rất là ưa chuộng và sử dụng xuyên suốt trong khu vườn của mình. Ngoài nấm đối kháng Trichoderma ra thì mình còn sử dụng kết hợp chung với một sản phẩm nữa, đó chính là Super Em Đậm Đặc. Đây là phân bón vi sinh nha các bạn. Phân bón vi sinh này nó sẽ giúp cho cây trồng của mình dễ hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường khả năng đề kháng cho cây. Mình cũng có thể so sánh nó nôm na giống như là men tiêu hóa, hỗ trợ tiêu hóa cho con người vậy đó các bạn. Việc kết hợp hai sản phẩm này lại để hòa với nước tưới cho cây trồng, và định kỳ thì khoảng 5 đến 7 ngày mình tưới cho cây một lần, nó giúp cho cây trồng của mình nó có một cái bộ rễ khỏe mạnh, tăng cường khả năng đề kháng và hạn chế được các cái bệnh mà mình vừa mới nói. Còn nếu mà các bạn cây của mình đã bị bệnh rồi thì mình vẫn sử dụng và tăng cái thời lượng, hàm lượng mình tưới cho cây trồng lên thường xuyên hơn. Ví dụ như bình thường thì mình tưới phòng ngừa có thể là 7 ngày một lần, nhưng mà khi cây bị bệnh thì mình có thể tưới khoảng 3 ngày một lần. Và đến khi nào mình thấy cây của mình nó khỏe, nó phát triển tốt thì mình có thể giãn cách cái thời gian mà mình tưới nó ra. Thật ra thì nấm đối kháng Trichoderma nó là một cái dòng sản phẩm mà gọi là nấm đối kháng, nấm có lợi. Nó sẽ tiêu diệt đi những cái nấm bệnh, nấm có hại ở trong đất trồng, và nó giúp cho cây của mình nó tăng cường cái sự mà hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài ra nấm đối kháng Trichoderma còn có thể sử dụng để chúng ta ủ rác thải nhà bếp các bạn, hoặc là có thể sử dụng để mà xử lý đất cho nó sạch đất nếu chúng ta sử dụng lại đất cũ, hoặc là vườn chúng ta mà đất chúng ta trồng đi trồng lại nhiều lần đó thì chúng ta cần phải xử lý đất cho nó sạch, bớt đi những cái nấm bệnh, cái mầm bệnh ở trong đất. Ngoài sử dụng nấm đối kháng Trichoderma và phân vi sinh thì chúng ta còn có thể sử dụng một số cách khác
Trước đây thì mình có video mình có chia sẻ các bạn cách để mà mình phòng trị nấm bằng vôi hoặc là nước vôi trong. Thì nếu mà mình so sánh giữa mình sử dụng vôi và nước vôi trong á, thì vôi và nước vôi thì mình sử dụng nó tiết kiệm hơn. Còn nếu mình sử dụng nấm đối kháng Trichoderma thì chi phí của mình nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì hiệu quả để mà mình phòng trừ nấm bệnh nó tốt hơn, bởi vì thành phần vôi và nước vôi nó sẽ, ngoài nó diệt đi nấm bệnh mầm bệnh ở trong đất, nó cũng diệt luôn cả những cái thành phần mà nấm có lợi. Vì vậy thì cây trồng và đất trồng của mình sau khi mình sử dụng vôi và nước vôi á, thường xuyên thì đất của mình nó cũng sẽ dễ bị bạc màu và độ pH nó cũng sẽ bị biến động, dẫn đến cây trồng của chúng ta cũng ảnh hưởng đến cái việc mà nó phát triển ha các bạn. Đây là một cây cà chua trứng mà trước đây nó cũng đã bị bệnh xoăn lá đó các bạn. Và mình sử dụng nấm đối kháng Trichoderma kết hợp với phân vi sinh em tưới liên tục, thì cây của mình nó cũng đã vượt qua được cái bệnh xoăn lá và nó cũng đến nay nó cũng cho trái nha các bạn. Đây là cây cà chua trứng. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình trồng cà chua, cách mà mình phòng và trị bệnh xoăn lá, bệnh héo xanh, và đã áp dụng thành công, cho nên mình mới mạnh dạn làm video này để chia sẻ đến các bạn. Các bạn có trồng cà chua thì nên lưu ý cái vấn đề này để tránh việc chúng ta phải nhổ cây sớm. Cây đang phát triển xanh tốt ngon lành, bỗng dưng tới giai đoạn ra hoa đột ngột, nó bị héo và nó chết luôn, nó không phát triển được nữa. Thì đó là những cái chuyện mà các bạn cần phải tiên lượng trước và phải phòng ngừa sớm để tránh xảy ra tình trạng cây chết đột ngột. Còn đây là dàn cà chua bi, hiện tại thì đã cho thu hoạch rồi ha các bạn, và cũng sắp tới cuối vụ rồi. Cà chua chín trái rất là đẹp nha các bạn. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hy vọng là video chia sẻ kinh nghiệm cách phòng và trị bệnh héo xanh, bệnh xoăn lá trên cây cà chua sẽ giúp ích cho các bạn khi các bạn bắt đầu trồng cà chua trên sân thượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này của mình. Trong quá trình làm video, tất nhiên là sẽ có nhiều cái thiếu sót, hy vọng các bạn thông cảm, và mình sẽ cố gắng để ngày càng làm video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.